business? How's your business? How's your business? Good. Thí dụ nói chuyện làm ăn của tôi là bình thường. Thì nói sao? Chuyện mình làm ăn của tôi là it is okay. Okay? It is okay. It's okay. Được, không sao. It's okay. Tốt. Chuyện làm ăn của tôi tốt thì nói sao? It is good. It's 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 good. Bây giờ tôi hỏi thì quý vị trả lời how's your business? It's good. Nói đi. How's your business? It's good. How's your business? It's good. Công chuyện làm ăn của tôi tệ lắm. It's bad. Right. How's your business? It's bad. It's bad. Say, it's bad. It's bad. It's good. It's bad. It's good. It's bad. It's good. It's good. It's bad. How's your business? It's bad. How's your business? How's your business? How's your business? Còn bình thường thì it's okay. It's okay. It's okay. Còn cái này là cũng là okay. It's okay. It's okay. Yeah, như vậy là tốt hả? It's good, it's bad, it's okay. Yeah, so far so good. Đấy đó cũng được thôi, tạm tạm vậy. Yeah. It's okay, it's no good, it's bad, so far so good. All right, your business. Mình học thêm cái gì về your business nữa. Lúc này làm ăn bết lắm. Now, yeah, now, lúc này mình có thể now, the business is bad. Bad. Lúc này là kinh tế, chuyện làm ăn, kinh tế buôn bán ở trên Little Sài Gòn, ở nước Mỹ, nói chung vậy đó. Lúc này làm chuyện làm ăn, nghĩa là đời sống kinh tế làm ăn là buôn bán khó lắm, thấy không? Now, the business is bad. Yeah. Hay là có thể nói the business is slow, chậm, is slow. My business is slow. My business is slow. Slow là chậm nha. Công việc làm ăn mà business is slow. Okay. Or I can do zoom so you can see, right? Zoom real big. Slow là chậm. Nếu công việc làm ăn đang phát triển thì nói sao? The business is growing. 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 Giống như là nó mọc vậy đó. Yeah. À, nói với tôi. Business is slow. Business is slow. Business is slow. Business is growing. Business is growing. Business is growing. All right. Chậm hay là phát triển. Công việc làm ăn tệ, business is poor. Có thể dùng chữ poor được nhé. Yeah. The business is poor. Chứ không ai nói the business is rich. Poor thì được mà không nói rich được. Yeah. Không thể nói business is rich. Business is good hay là business is growing. Good, growing hoặc là business is prosperous, là phát triển, phát tài, prosperous, thịnh vượng. Chữ là prosperous, hơi dài, khó đọc. Yeah. Chữ là prosperous, đọc thử vậy, prosperous. Prosperous, prosperous, tức là thịnh vượng. Yeah. Anh là người bận rộn. Chà, thấy anh lúc nào cũng bận rộn hết, anh là người bận rộn hay sao? You are a busy man. À, mình vừa khen mà vừa nói, chê khen cũng tùy lúc nữa. Lúc thế nào anh cũng bận rộn. You are a busy man, man. You are a busy man. Anh là người bận rộn. Yeah. You are a busy man. Anh bận rộn luôn à. Lúc nào cũng thấy bận. You are a busy man. You are very busy. Có một câu khác mà học để mà chê người khác nữa. Yeah.
You look busy. Trong anh lúc nào cũng bận rộn hết nhé. You look busy. Này tôi viết cái câu cho bà con rồi hết. You look. Look là nhìn đó. Yeah, you look. Tức là trong anh nhìn, nhìn anh lúc nào á. You look busy. You look busy. Trong anh bận rộn. You look busy. But nhưng mà you look busy, but you do nothing. You do, anh làm nothing, không làm được cái gì hết. Không được cái làm cái trò trống gì hết. You look busy, but you do nothing. Trong lúc nào cũng bận hết, nhưng mà anh không xong được cái việc gì hết, anh không làm, không thành công được cái gì, không có kết quả gì hết trơn. Lúc nào cũng thấy bận, xuống bếp thấy lúc nào cũng chỉ bận mà không có cái món nào nấu ra món nào ấy. Thành ra you look busy. Có nhiều người mình thấy lúc nào cũng bận mà không làm ra được gì, không có kết quả. Tới cái câu ý thầy nói vậy đó. Đó là mình thêm một cái chữ business, business ra từ cái con ông. Busy bee là con ong bận rộn. Busy bee. Busy bee là con ong bận rộn. Tổ ong là gì thầy? Tổ ong là gì? Tổ ong là bee gì kìa? Bee nest hay là bee hive gì đó? Bee hive. À, đừng học chữ đó anh chị. Mình đâu có làm bán tổ ong răng nghề ông. Cứ một sư đề dạy là để ra xài. Hồi nào con đi làm tổ ong, sợ ong nó chích thì tính sao. Đây là mình với chữ mình xài đó. B là busy, business, cũng là chuyện làm. Anh lo chuyện của anh đi. Đừng có lo xía vào chuyện của người ta. My, câu này hay lắm này, phải học nghe không? Chép giùm tôi đi. My, nếu không chép kịp thì về mở internet mà học ha. Mai là cái trí đó. Mai là cái trí óc đó, biết không? Cái mai này nè. Mai. Mai là trí óc, mà mai cũng có nghĩa là để ý. Để ý, tại vì mình để cái trí vô đó, để tâm trí vô là mai. Your own. Own nặng hơn nè, own là của anh á. Your own business. Để ý vô chuyện của anh, đừng có xíu vô chuyện của người khác. Mind your own business. Nói với tôi, mind your own business. 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 Là cái này đấy nhé. Mind your own business. Mind your own business. Cũng giống như mình nói là do you mind? Chữ đó chưa? Do you mind? Cái này phải có vô thang là mình rầy, mình nói, chửi người ta ha. Còn câu này là câu hỏi. Do you? Do you mind? Do you mind? Mình hỏi, do you mind? Thí dụ như là mình nói là, do you mind if I smoke? Nếu tôi hút thuốc. Do you mind if I smoke? Tôi hút thuốc có phiền gì ông không? Mind nó trở thành là phiền, làm phiền. Do you mind if I smoke? Thì mình trả lời yes hay no. Nếu mình đồng ý cho người hút thuốc thì mình nói sao? Yes hay no?